xin trọn đời chỉ có em. Đôi khi anh muốn nói em ơi, anh sang nhà đố em đi bơi, nhưng anh sợ em chê anh xấu vì tướng anh giống như con gấu. Dạ dạ. Nên giả đò gặp em ngó lơ, để đem về nằm mộng nằm mơ, mơ thấy em lấy chồng ngoại quá, anh về buồn sụp hết mười mấy cân luôn à. Dù biết rằng anh không đẹp trai, dù biết rằng anh không bằng ai, nhưng em đừng đánh giá bề ngoài như ông bà xưa thừa hay nói. Của che thì em dễ nấu, chồng xấu thì em dễ xài, mơ thì bóng sắc đem ngày lấy chồng ngoại quốc nó đã đầy tấm thân. Yeah, yeah. Em muốn biết hay không muốn biết, có một người mặc ú thương em nè. Yeah, lấy chồng ở đâu xa, lấy chồng ở Nam Đà đúng không ạ? Cảm ơn em. Tôi mình bèo có khi yêu người các anh, mà sao tình vẫn cứ như xa vời. Rồi nghe người nói với tôi bao lời, vì anh sống trai, vì anh tròn quay. Bèo vì dạ dạ. Dù sao mình bèo vẫn luôn yêu đời, chờ cho mình bèo có duyên hay cười, và đem lời hát đến cho muôn người. Nhìn dây phút thôi, đời không lẻ loi. Em ơi, anh biết anh không đẹp trai, anh biết anh không bằng ai, anh chỉ yêu em thật lòng có sao nói và chi thế thôi. Ai có thêm hay cười chê, anh xấu hay anh nhà quê, vì đã yêu em một lời, xin trở nơi chỉ có em. Anh biết anh không đẹp trai, anh biết anh không bằng ai, anh chỉ yêu em thật lòng có sao nói và chi thế thôi. Ai có thêm hay cười chê, anh sống như anh nhà quê. Anh yêu em một lời, xin trọn đời chỉ có em. Anh biết anh không đẹp trai, anh biết anh không bằng ai, anh chỉ yêu em thật lòng có sao mà phải chi thế thôi. Ai có thêm hay cười chê, anh sống như anh nhà quê, khi đã yêu em một lời, xin trọn đời chỉ có em. Mình Béo rất là xúc động khi tình cảm của bà con ở Nam Đà vẫn thương yêu Mình Béo như ngày nào. Thưa quý vị, để có cơ duyên đến với lại xã Nam Đà, thì Mình Béo đã nhờ Ngọc, ca sĩ Ngọc Thanh Châu giới thiệu qua anh Phú. Anh Phú thì giới thiệu qua anh Lê Thanh Bình, phòng giám đốc bên tránh văn phòng. Sau đó thì anh Bình lại giới thiệu anh Phạm Ngọc Ánh là chủ tịch ủy ban. Sau đó Mình Béo có lời mời trong ngày hôm nay đến đây. Ngày mai đáng lẽ là Minh Béo không có mặt ở Campuchia để diễn, nhưng mà Béo đã nhận ở đây rồi. Cho dù sau nhiều tiền cách mấy, Minh Béo vẫn quyết tâm đến đây. Bởi vì đây là một chương trình rất là ý nghĩa, dòng tay yêu thương dành cho những người nghèo. Mà ở đâu có người nghèo là ở đó có Minh Béo. Cho nên Minh Béo đã quyết định có mặt ở đây tại xã Nam Đà của chúng ta. Bà con có vui không ạ? Hồi chiều thì ngồi ăn cơm với lại lãnh đạo, thì Minh Béo được biết là Nam Đà, Minh Béo lại lộn là ở Nam Đà, ở Nghệ An. Nhưng mà thật ra Nam Đà cũng có ý nghĩa. Nam Đà, Nam thì là Đà, Quảng Nam, Đà là Đà Nẵng. Cho nên Minh Béo là dân Sài Gòn lên đây thì gọi là Nam Đà Xài. Rồi hồi nãy cũng có một số anh chị ở Đắk Lắk qua, gọi là Nam Đà Xài Lắk. Đây là chương trình tổng hợp bà con vô không ạ? Và tiếp tục thì Minh Béo sẽ gửi đến quý vị bà con bài hát đặc sản của miền Nam. Bài hát được mang tên Tâm Sự Anh Hề, do nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu riêng tặng cho Minh Béo, mang giai điệu đơn ca tài tử cải lương Nam Bộ, bởi vì Quận Đức. Xin chào ai đây liều thuốc an thần, là chồng nhớ tiếng cười vui. Tôi xin gửi nha về ai qua những đau khổ hối hài, cho cuộc đời em dài vui vui lên, dù xa cách đôi miền nhờ câu hát để làm duyên. Đời ngày suy có gì đâu, chỉ gửi trao tiếng cười của mình cùng gọi là người.
Người ta thường nói vậy, một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cho nên cuộc sống lên hương và tâm hồn thư giãn, thì anh chị mau đến đây để nghe tiếng em cười. Để ghẹo đời, vì có đôi lúc mình béo tôi buồn thúi ruột, nhưng suy nghĩ một hồi rồi đổ quạo làm vui lẹ lắm. Anh chị nghĩ coi, trời đất sinh ra nào có đẹp hoa tươi, nào cấm tú giang sơn, nào lời ca tiếng nhạc, nào mỹ nữ giai nhân, nào bút ký tỏ nhét, thì tối tình lại không cười. Cảm ơn con nha. Con người ta khi mới sinh ra ai cũng đều có tiếng khóc hoa 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 lẹ lắm. Nếu cũng lạ lùng, mới lọt lòng đã có tiếng cười thay thế. Cuộc đời sẽ vô vị biết bao nhiêu khi không có tiếng cười vui. Vì ở đâu có tiếng cười ở đó ngập tràn hạnh phúc. Còn khi quay hơn khi đi làm mệt nhọc về trước sân môi cười, cười đi chỉ cứ cười đi, bạc nhãn cũng học đức thi hết trơn à. Càng nhìn ông xa càng thương, mình ơi mình có một sẵn tuyệt vời. Cho môi gì nữa mà anh bé phải ở đây chờ là từng hoàng 3 tiếng đồng hồ rồi ạ. Và đi một chặng đường rất là dài, từ 8 tiếng từ Sài Gòn lên đây. Cho nên chắc chắn là Minh Béo không dừng ở lại con số 2 bài đâu. Bây giờ thì quý vị thấy Minh Béo hôm nay có ốm không ạ? Dạ. Minh Béo hồi xưa là 130kg, bây giờ là còn 90kg. Hồi chiều ủy ban đãi ăn ngon quá, chắc lên 5kg nữa rồi. Dạ. Bây giờ thì Minh Béo sẽ gửi đến quý vị một dòng nhạc mà bây giờ hiện nay các game show đang làm mưa làm gió. Bài hát được mang tên Có Lẽ Tôi Nghèo, của nhạc sĩ Lê Đình Phương với dòng nhạc Bolero. Mời quý vị cũng thích. Mình biết không, xuống đây là gần quý vị có được không hả? Cảm ơn quý vị. Người bỏ đi rồi tôi làm
thầm khóc.